không vượt qua được mình. Dạ không phải, tại vì á là kiểu giống như là, tại vì em thấy là em cũng đóng những cái vai giả gái nhiều rồi, mà trong dự án My Sky thì em đóng vai đồng tính, thì nếu như em cứ quanh quẩn với những cái vai diễn như vậy thì em cũng nhận được những cái góp ý cũng như là những cái ý kiến của các bạn khán giả, những người yêu thương em, thì họ bảo là em thay đổi một chút đi. Thì em nghĩ là mình, nếu mà mình đã xác định mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi thì mình phải thay đổi mình và biến hóa nhiều hơn, nên em nghĩ là nếu mà mình tiếp diễn cái sản phẩm đó, cái dự án đó nữa thì là mình sẽ bị đóng khung trong những cái vai diễn đồng tính và giả gái à. Nên là em quyết tâm là em sẽ cùng với anh đạo diễn này, cô Lê, để thay đổi một chút trong cái dự án lần này. Còn nếu như mà những khán giả mà yêu thương em trong những cái hình ảnh vai diễn giả gái cũng như là đồng tính thì sau dự án này em hẹn gặp mọi người à. Vâng ạ. Anh còn một câu hỏi nữa dành cho cái dự án này của em, đó là sau tập đầu tiên em trình chiếu thì anh thấy về chất lượng của nó rất là tốt, về góc máy mọi thứ cũng như là chị đây.